Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội đáng chú ý. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ 3 người trong một gia đình tử vong, nghi là bị sát hại trong đêm ở một căn nhà cạnh sông Đồng Nai. Vụ việc trên được phát hiện vào sáng ngày 24 tháng 4 tại ấp Tân 3, phường Thới Hòa, thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy nhà của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi khóa ngoài bất thường. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân liền phá cửa vào trong thì phát hiện người phụ nữ, con gái đang học lớp 11 và cháu ngoại khoảng 6 tuổi của người phụ nữ tử vong dưới nền nhà. Trên cổ các nạn nhân đều có vết cắt sâu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ án mạng. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ án mạng vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc công an tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt để chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm vụ án mạng nghiêm trọng. Bước đầu, theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ giết người cướp tài sản.